Đại trưởng lão Bindola giá C. Sự hoạch đắc danh hiệu đệ nhất Về sau trong buổi ban danh hiệu đệ nhất cho các tỳ khưu, Đức Phật nói lời tán dương trưởng lão Bindola giá như sau Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai Người mà nói lời dạng dĩ như tiếng rống con sư tử, thì tỳ khưu Bindola giá là tối thắng. Như vậy, Đức Phật đã chỉ định Đại Đức Bindola Bharadwaja là người tối thắng về Sihanadika, người tạo ra tiếng rống con sư tử.